Xin chào Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 190 của Tô Minh Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Và đừng quên ấn đăng ký kênh Để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé Cái nhìn đó Huyền vũ mạnh mẽ chấn độc Con thú to nâng đỡ đại lục ngửa đầu gầm lên Cùng với đại lục chấn độc Khung trời bên trên huyền vũ đại lục vặn vẹo một khe hở to lớn giống như là một thanh kiếm to vô hình rạch phá ở trong hư vô bên trong có vô số tia chớp âm âm lượn lờ khuếch tán ra bên ngoài xé rách những khe hở to lớn cùng lúc đó trong tam hoàng đại giới chỗ trần giới thứ tư ở trong bốn trần giới trời sao mênh mông có vài ngàn vạn thiên thạch khác nhau bình bổng tại đó trên mỗi một thiên thạch có một tu sĩ ngồi xếp bằng những tu sĩ tĩnh lặng bộ dạng giống nhau vì ở trên mặt của bọn họ có nét âm trầm lạnh lùng bên trong toát ra những tia sáng âm u và tiêu sái. Chỗ này chính là chân giới thứ tư bí ẩn, trong chân giới thứ tư này không có người nào biết. Linh ngục chân giới Giới này bí ẩn, thậm chí tên của bọn họ trong ba chân giới khác có rất ít tù sĩ biết được. Mọi người tự do tồn tại ở chân giới thứ tư, nhưng mà người của ba chân giới khác có đi qua cũng chưa chắc nhận được tới linh ngục chân giới. Muốn tiến vào đây, khó khăn gấp mấy lần bước vào trong thần nguyên phế địa. Có người hiểu nguyên nhân nhưng chắc chắn chân giới thứ tư này bí ẩn đề tài của một miệng tu sĩ ba chân giới khác các loại suy si đoán đồn đại rất khó chia thật giả giờ phút này mấy ngàn vạn tu sĩ yên lặng tĩnh tọa tập trung lại tinh thần trời sau trước mặt của bọn họ đang phát ra những tiếng nổ ngập trời từng khe hở to lớn giống như là bị xé rách bên trong có những tia chớp vòng quanh trong tiếng nổ đó khoảnh khắc khe hở xuất hiện mấy ngàn tu sĩ mở mắt lộ ra tia sáng lạnh đặc biệt là người ở trước mắt một người đàn ông trung niên mặc áo màu tím, mắt ảnh chiếu ra tia chớp màu tím. Người này bộ dạng tuấn tú, nếu như tôi mình có mặt thì sẽ nhận ra. Người đàn ông trung niên này chính là ở trong đệ ngũ hòa lò đã từng giao tiếp với hắn, thủ hộ bên ngoài đệ ngũ hải ngoại, nửa đường rời khỏi Tử Long chân nhân. Bên cạnh Tử Long chân nhân còn có một ông lão, lão mặc áo bên ngoài màu xanh thấm khuôn mặt già cả nhưng mà do động tu vi vượt qua cả Tử Long chân nhân, đi vào trong khoảnh khắc đã mở mắt lan tràn. Đi đi Ông lão liếc khe hở trong trời sau, lạnh lùng nói. Từ Long Chân Nhân bên cạnh ông lão thấp giọng vâng dạ, tiến tới một bước bay hướng khe hở, mấy ngàn tu sĩ sau lưng của Từ Long Chân Nhân cũng cùng nhau bay ra, hóa thành mấy ngàn cầu vồng gào thét lao hướng khe hở. Ông lão áo lam đi ở cuối cùng, về mặt bình tĩnh bước vào trong khe hở. Cùng lúc đó, trong Đạo Thần Tông, bên cạnh Bạch Hồ Đại Lục, chủ tức Đại Lục cũng phát ra những tiếng rít xuất hiện trên khe hở hư vô khổng lồ. Hai khe hở này bị xé rách bên trong lượn lờ tia chớp xuyên qua âm thánh trần giới, minh hoàng trần giới. trong âm thánh trần giới, trời sau tràn ngập khí lạnh có từng thanh cổ kiếm thanh đồng khổng lồ giống như là mới bị đào ra khỏi ngôi mộ của người khổng lồ cổ kiếm thanh đồng toát ra vẻ mục giữa khí lạnh giống như là cộng mình với trời sao. tương đối với chân giới thứ tư có mấy ngàn người thì chỗ âm thánh chân giới này số lượng càng nhiều liếc mắt có thể nhìn thấy cổ kiếm thanh đồng nhìn xuống là có cuối gần 10 vạn trên mỗi một cổ kiếm thành đồng có vài chục tù sĩ cộng lại là cỡ vài trăm vạn đại quân như vậy đối đãi với chân giới không tính là lớn nhưng nếu như là chỉ đi tham quan quan sát phong điện hạ một chân giới vậy thì xuất động mấy trăm vạn tù sĩ chuyện này có ý không tốt lành đặc biệt là 10 vạn cổ kiếm thanh đồng này có mấy chục người toát ra hơi thở đại năng thậm chí là có hai ông lão người gầy gò hơi thở mục sữa lại càng đậm đặc khuôn mặt già nua mắt mở không già nhưng mà từ người của họ phát ra uy hiếp khủng bố đến từ mức trời sao run rẩy còn bên cạnh hai ông lão Có một ông lão cúi đầu đứng đó Tuổi nhỏ hơn rất nhiều Nếu như tụi mình nhìn thấy Ông lão sẽ nhận ra ngay, Đó là ở trong thế lực chấn thủ của âm thánh chân giới Thần nguyên phế địa Sinh cảnh đại năng mà hắn đã thả đi Đại năng như vậy Đứng gió đứng đó tự như là một vãn bối Có thể thấy rằng hai lão già mắt Cũng không mở Mạnh mẽ là bao nhiêu Chỉ vài giây sau Trời sau trước mặt khe hở to lớn bị vô hình xé rách, bên trong lượn lờ tia điện khiến cho khe hở này càng lúc càng lớn không ai nói chuyện từng thanh cổ kiếm thanh đồng vạch cầu vồng rất nhanh xông tới hướng khe hở dường như lo lắng tốc độ chậm rãi sẽ không vào hết khe hở bước vào trong đạo thần tông được giây phút toàn người xông vào trong khe hở thì một tiếng nổ chấn trời khuếch tán tiếng nổ ầm ầm giống như là có màn sáng xuất hiện ở bên trong khe hở đó ngăn chặn rất nhiều cổ kiếm thanh đồng xâm nhập chính lúc này hai ông láo mắt cũng không mở lên trợn trợn mắt mắt bắn ra tia sáng âm ồ hai người này tay vùng lên trước mặt hai tiếng nổ kinh thiền động địa Màn sáng vặn vẹo và vỡ nát. Trong thời gian ngắn, rất nhiều cổ kiếm thanh đồng xông vào trong khe hở, chớp mắt đã gần 3 vạn cổ kiếm bước vào. Mắt thấy 7 vạn cổ kiếm phía sau cũng là theo. Theo đó, bỗng nhìn màn sáng xuất hiện, lần này màn sáng hiện ra một khuôn mặt một người, đó là khuôn mặt tăng thường, bộ dạng là nguyệt lão ở trong ba lão gia nhật nguyệt. Hai vị lão ủ minh có chuyện gì lớn nào cũng đừng có mà động can qua như thế, chắc chắn là sẽ có cách giải quyết. Trừ phí các người không muốn giải quyết, và cố ý phát động cuộc chiến trận giới trong khuôn mặt chậm rãi trở ra thanh âm tang thường hai lão u minh của âm thánh chân giới mà nguyệt lão nhắc tới là cũng hờ lạnh nhưng mà không cưỡng ép đánh ra phá mảnh sáng cũng là không yêu cầu bảy vạn cổ kiếm cưỡng ép xông vào hai người vùng lên tay áo cuốn hướng ông lão chấn thủ thần nguyên phế địa lao hướng mảnh sáng trước mắt dung nhập vào bên trong hai người này không muốn mở rộng cuộc chiến trần giới điều này vừa nãy chỉ là làm bộ biểu đạt quyết tâm cùng lúc đó trong minh hoàng chân giới trời sau sương khói mông lùng, sương cuộn cuộn từng con minh lòng lặng lẽ phá sương lao nhanh đi Đưa mắt nhìn sương như biển những con minh lòng này tựa như những con thú trong biển toát ra từng đợt uy hiếp có ngàn con minh lòng, ở trên lưng mỗi một minh long này có một tu sĩ đang khoanh chân ngồi những tu sĩ này toát ra tự khí rất kỳ dị nhưng mà tự khí này không phải là tuyệt đối mà vẫn còn sự sống nhìn lý trí của bọn họ không phải là con rối mà là những tu sĩ vẫn đang sống sờ sờ đẳng chức nhất một con minh long thân thể to gấp đôi minh long khác có hai người đang ngồi xếp bằng một nam một nữ nam tuấn tú mặc áo đen đầu đội cao quan dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng mà khóe mắt có tia sáng tóa ra bùng nổ đáng sợ bên cạnh y là một cô gái mặt không biểu tình diện mạo lại cực kỳ xinh đẹp dù quanh chân ngồi vẫn là tỏa ra thân hình yểu điệu cô gái mặc váy dài tiếp đầu cắm châm phượng rũ xuống vài sợi dây trâu và vào nhau phát ra những tiếng ngân vàng mặc dù cô gái xinh đẹp nhưng mà không, mặt không biểu tình đặc biệt là ở trong đôi mắt ảm đạm và chết dại giống như mất đi linh hồn giống như là không thèm để ý đến những chuyện trên, trên đời bất cứ ai quen cô gái này thì, thì đều rất khó tưởng tượng vào ngàn năm trước tính cách của cô rất tinh nghịch tiếng cười giống như chuông ngân tràn ngập vẻ vui sướng khi cười thì con mắt cong thành hình trăng khuyết gian xảo vô cùng trông cô gái này rất hoạt bát năm đó cô là một thiếu nữ vô o vô lo giá tính quen phản nghịch bởi vì rất bất mãn chuyện kết hôn nên là cô lén dụ một con minh long hơi ngốc để trốn ra khỏi minh hoàng chân giới trong khi ẩn trốn hôn nhân ngẫu nhiên bước vào trong một nơi thay đổi vận mệnh của cuộc đời ở đó cô đã gặp một người đàn ông biểu tình lạnh lùng nhưng mà cứ khiến cho cô rất muốn khiêu khích một người đàn ông khiến cho cô ở bên cạnh thì thường hay trêu chọc khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ bất giác quên luôn cả chuyện trốn hôn nhân một người đàn ông khiến cho cô cuối cùng cam nguyện đỡ một kích hơn ngàn năm đối với một người bình thường là 10 đời 10 kiếp, còn lẽ sẽ quên hết quá khứ. Nhưng đối với tu sĩ, dù ngàn năm dài dòng nhưng không thể nào khiến cho người quên đi, chỉ là dấu đẹp đẽ dưới đáy lòng, im lặng mà nhớ lại. Hơn ngàn năm có thể khiến cho tu sĩ lớn lên, từ vui sướng biến thành hiện tại giống như đã chết, mặt không biểu tình. Năm đó, cô là một đóa hoa nhỏ ở trong mưa, tên hoa là Huyên. Cô ở trong mưa nở rộ, vẫn vui vẻ và mỉm cười, cố chấp chờ đợi ánh nắng xuất hiện hoa vũ huyền bây giờ có lẽ cô vẫn là đoá hoa trong mưa nhưng đã mất đi ánh nắng mất đi nụ cười cô không còn nở rộ đã quên đi vui sướng cô ở trong mưa không còn chờ đợi ánh nắng mà đã héo tàn mất rồi cô ngồi bên cạnh người đàn ông tuấn tú vẻ mặt chết lặng theo mình lòng ở dưới thân lao hướng trời sao ở phía trước xuất hiện một khe hở to lớn đi đạo thần tông đi mận đi đến nơi cô khó có thể quên được khiến cho trái tim chết lặng của cô vẫn cảm thấy nhói đau Vũ Huyền, qua lối vào này là đạo thần tông, đạo thần chân giới. Dù nàng mới thức tỉnh không lâu, nhưng mà chắc chắn nàng sẽ không quên. Nàng càng không muốn tới đây thì ta lại càng muốn mang nàng đi. Vị hôn thê của ta. Nhưng tiếc là người đó không ở đất âm tử, ta chẳng biết đi đâu. Nếu như ta có thể tìm ra hắn thì thật tốt. Ta sẽ mời hắn đến tham gia hồn lễ của chúng ta. Người đàn ông tuấn tú xoay người, lại mỉm cười nhìn cô gái, nhẹ giọng nói. Hết trường cái nhìn đó tiếp trái tim của cô gái đau nhói nhưng mặt vẫn không biểu tình giống như đã hoàn toàn chết lặng với thời gian khiến cho nụ cười trên mặt của người đàn ông biến thành âm trầm lại vặn vẹo người đàn ông lại bóp cổ cô gái tay lại nổi gân xanh lại nhìn cô trầm chập. <laughs> tiện nhân ta là nam hoàng tử của minh hoàng chân giới thứ mà ta muốn chưa từng là không có được tiện nhân nhà ngươi nhục nhã ta ngàn năm ngươi đào hôn khiến cho ta trở thành trò cười của minh hoàng chân giới bị ba chân rơi khác biết tiện nhân là ngươi ngươi có biết chuyện này là nghiêm trọng cỡ nào hay không nếu như người đào hôn thì thôi con gái ngại ngùng bồn hoàng tử có thể hiểu nhưng mà cố tình người ở đất ma lại đi quen một man tử lại còn hy sinh chân khí bổn mệnh cho hắn khiến cho mình suýt chết đúng là một con tiện nhân người đàn ông khẽ nói vẻ mặt lại càng vặn vẹo người đàn ông ấp chặt cổ của cô gái khiến cho cô suýt nữa tắt thở nhưng mắt của cô vẫn lạnh lùng nhìn người đàn ông dường như không có tiếng động châm chọc chẳng nói lời nào Người không nói có phải không Vì khiến cho người sống Ta đã tốn rất nhiều sức lực Và cầu xin phụ hoàng là cứu sống người Ta thực sự là muốn người sống Và ta phải trả đạp người Khi cho người biết nằm đó Người lầm lỗi lớn cỡ nào Nếu như tiền man từ đó chết Vậy thì thôi Còn nếu không Hắn sẽ không chết Cô gái khản giọng nói Biểu tình chết lặng biến thành lạnh lùng Nhìn tam hoàng của Minh Hoàng Trần Giới Bốp một tiếng Người đàn ông tuấn tú cười to tát cô gái một bàn tay hơn một ngàn tu sĩ Minh Hoàng chân giới đều thấy nhưng chẳng ai nói chuyện, ánh mắt né tránh. <laughs> Rốt cuộc cũng chịu mồm mồm nói chuyện. Không chết sao? Bồn hoàng tử rất là muốn mong mỏi hắn không chết. Bởi vì ta hy vọng rằng hắn vẫn còn sống. Ta sẽ tìm ra hắn. Ở trước mặt của hắn khiến cho người đau khổ mà hưởng thụ. Mắt của người đàn ông Tuấn Tú lộ ra vẻ dâm tà, có dục vọng đang đốt cháy. Nếu như người không sợ phệ minh nguyền rủa vậy thì ta sẽ không phản kháng cô gái lạnh lùng nói gò bá bị tát một cái dần dần trở lại như bình thường cô gái thốt lời làm mặt của người đàn ông vặn vẹo lại nhìn chăm chăm vào cô <laughs> vậy mới nguyên rủa phụ thân ngươi thậm chí là tộc quân của ngươi cũng cũng sẽ chết để bảo vệ ngươi mà trả giá linh hồn hóa thành nguyên rủa đó sẽ không phải là bảo vệ ngươi suốt đời nếu như ta có thể khiến cho phụ hoàng diệt toàn bộ tộc của ngươi thì cũng có thể khiến cho phụ hoàng xóa đi nguyên rủa của ngươi phụ hoàng đã hứa với ta chỉ cần ta đạt tới tu vi trưởng cảnh là sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ta. Nguyện vọng đó chính là ngươi. Hấp thu nguyên âm của ngươi là ta có thể kích hoạt được lực huyết mạch. Thực sự không ngờ, người thức tỉnh là có thể tầm bộ minh khí. Người đàn ông mỉm cười nói, lại siết chặt cầm của cô gái, nhẹ nhàng gần sát, lại thổi khí bên tai của cô. Chờ ta, ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Nếu như người đã nói hắn không chết, vậy thì ta sẽ cố gắng tìm ra hắn. Người cứ yên tâm, ta sẽ làm được người đàn ông lại cười ha hả người đàn ông vung tay hất mặt của cô gái sang một bên mình làm người dưới thân gá giết gào xông vào trong vòng xoáy trời sao mặt của cô gái bị hất một bên có một giọt nước mắt người đàn ông không thấy biến mất trong vòng xoáy cũng bị đưa vào trong đạo thần chân giới bay về phía hư vô chẳng biết đi đâu mưa sao tôi Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh trời xanh như là từ thế giới khác đạo lâm đạo hóa đi bên cạnh tôi mình Trước mặt là tế đàn cao ngất Nơi này rất yên tĩnh Không một chút thanh âm Tàng đã dẫn bọn họ đến sau khi tới đây Thì không thể nào để ý ba người khoanh chân ngồi ở mép tế đàn Giống như thủ hộ, yên lặng nhắm mắt ngồi Một giọt nước rơi trên mặt của tô mình Nước rơi từ trên trời Nhưng mà chỉ có đúng một giọt Dọc theo gò má, chảy tới môi Khiến cho tôi mình cảm nhận được vị chua sót Trên có đời này có đôi khi Một vài việc dù là tu sĩ cũng không thể hiểu ra Không thể nào biết được Ví dụ như là giọt nước này không khác gì nước mắt, nhìn giống như là không thể phân biệt, nhưng nếu như bỏ vào miệng thì sẽ cảm nhận được mưa lạt, nước mắt rất mặn. Nhưng mỗi một người đều sẽ có nước mắt, dù tu sĩ mạnh đến không thể nào tưởng tượng cũng khó mà thông qua được nước mắt để biết nó rốt cuộc là thuộc về ai. Có lẽ tu vi này có thể làm được điều này, nhưng tôi mình thì không thể làm được. Không phải mưa, mà là một giọt lệ. Tôi mình lại nhìn lên bầu trời, không thấy bóng dáng của ai hết nước mắt không biết từ đâu ngẫu nhiên rơi xuống đó dường như ở trong vô hình có lực lượng khiến cho nó tìm tới tô mình nếu như không thì tại sao lệ ở đây nếu như không thì tại sao nó lại rơi trên mặt của hắn khiến cho hắn cảm nhận được sự mặn đắng là nước mắt của ai có lẽ là của nàng tô mình lại cúi đầu ở bên ngoài đánh đất đạo thần bế quan trong đầu của hắn hiện ra không phải là do dự thân phận đạo thần mà là một bóng hình mà hắn nghĩ mình đã quên nhưng thực ra lại khắc cốt trong linh hồn lúc thiếu niên thường xuất hiện nhưng ngày hôm nay đã ngàn năm không chuyển tới tiếng nỉ non bên tai. Kaka, ca Kaka. Ca. Ca ca. muội muội của ta. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào tế đàn trước mặt, có lẽ đó là chỗ đạo thần bế quan. Trong ký ức của Tô Minh hắn biết được một cô bé nỉ non gọi hắn là Kaka ca ca cuối cùng đã bị người ta mang đi mất. Nghe nói là bị đưa vào trong đạo thần tông. Cảm nhận ở bên môi vẫn còn sót lại vẻ cay đắng, tôi mình nghĩ đến trong ký ức khi hồn còn ở bản tôn, ký ức tối đen bên tai còn có tiếng của bé kêu nhiều năm làm bạn từng tiếng ca ca tô minh vốn tưởng rằng chính mình đã quên lãng nhưng hắn làm sao có thể quên được tô minh yên lặng đứng hắn không biết mình có tâm tình gì các loại đau các loại dấu hiệu chứng mình không thể nào để cho hắn đi chất vấn đạo thần này chính là tô hiền y muội muội trong ký ức con gái màn thần đời thứ hai cô gái làm bạn với tô minh lớn lên cũng là bị đạo thần lấy đi mất chính là tô hiền y tô minh im lặng Hắn không biết một cô bé đối với Tô Hiền Y có ý nghĩa gì Lại chẳng hiểu tại sao Y lại làm như thế Tô mình càng hy vọng đó chỉ là suy đoán sai lầm của mình Đạo hóa Bước lên trên tế đàn Trên tế đàn Tăng mở mắt ra Ánh mắt rơi vào người của đàn ông trung niên đứng bên cạnh Tô mình. Cũng là điện hạ Tên gọi là đạo hóa Đạo hóa nâng cao tinh thần Biểu tình kích động đến trước một bước Thật lâu sau cúi đầu hướng tế đàn Biểu tình cuồng nhiệt và sủng kính đạo hóa từng bước một đi hướng tế đàn sợ đi nhanh sẽ khiến cho người ta cảm thấy không tôn kính mãi đến khi đạo hóa đi tới tế đàn đó toàn thân rung động bóng dáng mơ hồ chỉ vài giây sau lại hiện ra rõ ràng mặt của đạo hóa lộ ra vẻ mừng mừng như điên toàn thân thì tỏa ra ánh sáng vạn mét thịnh thế liên hòa hình tháng chín đóa hoa sen lớn ở trên người của đạo hóa vòng quanh gá. tu vi của đạo hóa chớp mắt từ vị giới đại viên mãn trực tiếp ngừng tụ ra kiếp nguyệt kiếp nguyệt vỡ ra xuất hiện kiếp giường Đa lão tổ. Đa lão tổ. Đạo hóa lập tức quỳ ở trên tế đàn, liên tục dập đầu vài cái, biểu tình kích động và cuồng nhiệt cực kỳ. Dường như chỉ cần một ý chí của đạo thần lão tổ bế quan là đạo hóa sẽ chẳng một chút do dự chấp hành. Đạo hóa quỳ lệ dập đầu xong, mang theo cuồng nhiệt, cung kính thụt lùi. Đạo hóa trở lại bên cạnh Tô mình, biểu tình tranh ngập vẻ hưng phấn. Giờ phút này coi như là Tô Minh cũng không khiến cho gá thấy uy nhiếp bao nhiêu. Đặc biệt là mắt của đạo hóa chấp lấy ra những tia sáng kỳ dị, giống như có phù văn bên trong trước khi gá bước lên trên tế đàn thì không có cái này hiển nhiên lần này tham gia tham kiến lão tổ đạo hóa đã được đến không chỉ là thịnh thế liên hoa mở ra không chỉ là tăng lên tu vi mà còn đạt được vạn mệnh của mình đạo lâm tăng khoanh chân trên tế đàn lạnh nhạt nói đạo lâm biểu tình nghiêm túc khó nén được tâm tình kích động nhưng mà đỡ hơn đạo hóa một chút đạo lâm hít sâu sải bước đi nhanh khi thế lạnh lùng đặc biệt bao phủ từng bước một bước lên trên tế đàn đạo lâm đứng người trên tế đàn đó vững vàng tôi mình trông thấy người của gá cũng rung chuyển biến thành mơ hồ thời gian mơ hồ dài hơn đã hóa vài chục giây khi mà gá lại xuất hiện thì lạnh lùng trong mắt đã biến mất bị kích động và cuồng nhiệt thay thế tù vì của đạo lâm chớp mắt bùng phát gá vốn là kiếp giường giờ thì khoảnh khắc kiếp giường vỡ vụn hóa thành nước mưa rơi ướt người khi nước kiếp giường rơi xuống đạo lâm ngửa đầu cười dài tù vì bùng phát trực tiếp từ kiếp xương bước vào trong hàng đại năng, trở thành một cường giả trường cảnh. Đạo Lâm cười dài, người phát ra những tiếng càn két, chẳng những là tu vi tăng vọt mà cơ thể đã biến mạnh. Thịnh thế liên hòa lóe lên tia sáng, xung quanh Đạo Lâm hiện lên 12 đóa đóa sen vòng quanh. Đạo Lâm, đạo tà lão tổ. Đạo Lâm biểu tình kích động, quỳ ở trên mặt đất giống như đạo hóa, dập đầu chín cái, đứng dậy chắp tay, cúi đầu hướng tàng đạo lâm ôm hưng phấn và vui sướng mắt chấp lấy phủ văn lại càng phức tạp hơn đạo hóa trở lại bên cạnh tô mình đạo không ánh mắt của tang rơi vào đạo không trong mắt lấy lên tia sáng dịu dàng nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy được chỉ nhìn thấy sự bình tĩnh như mặt nước Tôi mình ngừng đầu lại liếc tang yên lặng đi tới trước Tôi mình không cuồng nhiệt như đạo hóa cũng chẳng giống như đạo lâm nhìn nghiêm túc nhưng che giấu kích động Tôi mình rất là bình tĩnh đi về phía trước nhưng chẳng ai biết trong lòng của tô minh đang phức tạp và thấp thỏm cỡ nào thấp thỏm này không phải là sợ hãi mà là một loại suy nghĩ từ khi sinh ra trông thấy cha qua nhiều năm gặp lại nhau lại rất khó tả loại thấp thỏm và phức tạp này không chỉ là một mình tô minh trong không gian liền tiếp với tế đàn một bóng người khoanh chân nhìn nhìn trống bôi trước mặt từng bước một tô minh nhấc chân đạp lên trên bậc thang tế đàn Mãi đến khi tô minh đứng ở trên tế đàn cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân do vô số phù văn tổ thành từng vòng từng vòng tồn tại ở trên bình đài chậm mặt bóng dáng người trong đất đạo thần bế quan liên tiếp với tế đàn cũng im lặng thời gian chậm rãi trôi mãi đến qua nửa tiếng hai người đạo lâm và đạo hóa lộ ra vẻ nghi ngờ so với bọn họ đã từng đứng ở trên tế đàn lên cảm nhận được ý chí của đạo thần lão tổ giờ phút này đạo không lại trở lại như bình thường chẳng có biến đổi gì kỳ lạ ta ngồi khoanh chân một bên vẻ mặt cảm thán lại khẽ thở dài Tàng lại không nói tiếng nào, vùng tay áo cuốn lấy đạo lâm và đạo hóa bao gồm cả gá chớp mắt rời khỏi đây, để lại cho tô Minh. Khi Tàng cuốn đạo lâm và đạo hóa rời đi, lại qua hơn 10 giây, bỗng nhiên hư vô quanh tô mình vặn vẹo, bao gồm thân thể của hắn cũng mơ hồ. Cùng lúc đó, lực lượng bằng bạc xuất hiện trong hư vô là hướng thịnh thế liên hòa của tô mình. Hiện nhiên là muốn mở ra lực kỳ lạ của y phục này. Nhưng mà lực lượng sắp động vào áo của tô mình thì hắn lại ngẩng đầu, mặt lại như băng thụt lùi một bước, vị ở trong người khuếch tán, đụng mạnh vào trong lực hùng hồn đó. Tôi mình lùi ba bước, ngăn cản lực lượng bằng bạc này mở ra y phục của mình. Mình nhì. Khi tôi mình xoay người đi tới bước thứ ba thì trong hư vô bên tai phát ra những tiếng thở dài. Thanh âm này nhu hòa, mang theo vẻ xin lỗi, làm bước chân của tôi mình ngừng lại. Tôi mình nhắm mắt, trong lúc đó, trận pháp trên tế đàn lóe ra ánh sáng rực rỡ, lực lượng truyền thống bỗng nhiên xuất hiện bao bọc lấy thân hình của tôi mình. Khi hắn mở mắt, nơi mà hắn đứng là một mật thất lượn lờ khói mờ mật thất rất lớn xuyên qua những sương khói có thể thấy đằng trước có bóng người đôi lưng hướng hắn như là đang ngồi khoanh chân từ thân hình toát ra vẻ mục nát và tăng thường và từ khí đậm đặc khuếch tán Tụi mình đứng ở vị trí này không thấy trước mặt của bóng người kia đặt châm cài và chống bồi hắn đã cũng không thấy ánh mắt và cái bóng rác ngơ ngác nhìn ở trong chống bồi lộ ra vẻ vô cùng ai náy nếu như tụi mình thấy cái chống bồi đó thì có lẽ hắn sẽ nhớ ra đó là khi hắn còn nhỏ thấy đồng bạn khác đã có đồ chơi như vậy năn nỉ a công làm cho một cái ngày thứ hai khi a công đưa chống bồi cho hắn thì tụi mình rất vui vẻ kéo dài tới mấy ngày mãi đến vài năm sau khi tụi mình lớn lên rồi khi hắn thích leo núi tìm thấy tiểu hồng làm bạn chống bồi này đã bị hắn lãng quên ném ở nơi nào đó có lẽ tụi mình sẽ nhớ bởi vì chống bồi này là món đồ chơi thứ nhất mà hắn nói và vòi vĩnh a công và nó cũng là cái cuối cùng chống bồi lắc lắc kêu thùng thùng sẽ khiến cho tôi mình cảm thấy mình không khác gì những bạn chơi khác y im lặng tôi mình cũng như vậy nhưng cuối cùng tôi mình đánh vỡ yên tĩnh nơi này hắn hít sâu sắp tay cúi đầu hướng bóng dáng Đạo không bái kiến lão tổ giọng của tôi mình quanh quẩn ở trong mập thất có dư âm thật lâu không tán ta là lão tổ của đạo thần cũng không phải là lão tổ của người thật lâu sau thanh âm khàn khàn phát ra từ bóng dáng này tô mình không thấy tay của y chạm vào chống bồi khẽ run rẩy chắc người vẫn tưởng tượng được lấy thiên phú của tố mình tộc ta lấy trí tuệ con của tô Hiên y ta người có thể trở về đạo thần tông để chứng minh người đã hiểu ta là đạo thần lão tổ ta cũng là tô hiền y cũng là phụ thân của người thay ngầm của bóng dáng này khi nói tới câu cuối cùng thì tu vi không thể nào hình dung như y cũng là chịu không nổi có âm dung lão tổ lại nói đùa rồi Tô Minh trầm mặc giây lát, hắn lắc đầu, xoay người đi ra phía sau. Tinh thần của Tô Minh truyền ra thần niệm cho Hạc Trọc Long, khiến cho nó mang mình rời khỏi đây. Tô Minh chẳng muốn ở lại, không hề muốn một chút nào. Trước khi đi tới đây, thì ở trong đầu của Tô Minh có nghĩ đến sau khi gặp mặt Tô Hiền Y sẽ như thế nào. Tô Minh có vẻ phập phồng, mờ mịt, rối rắm, nhưng mà thực sự thấy bóng dáng này làm cho hắn mới phát hiện ra hắn có mường tượng như thế nào, có bình tĩnh cỡ nào cũng không thể nào đè nén được oán khí trong lòng không thể nào xua tan. Tôi mình oán hận đối phương Oán khí sâu sắc Hắn không thể nào bỏ qua được Người Bóng sáng đó run rẩy Mặt chính diện mà tôi mình trông thấy Bàn tay chạm chống bôi run lên càng dữ dội Toát ra vẻ bi thương Ta có thể bù đắp Mình nhì Ngươi nên hiểu rằng Phải nên biết là ta đã có vẻ khó xử Ta Lão Tổ Ngươi vẫn còn chưa nói xong sao Tôi mình dừng bước chân Lại xoay người âm thầm nhìn bóng dáng vẻ mặt dữ tợn người là người ta là ta người là đạo thần cũng tốt tôi hiên y cũng như vậy người là người còn ta là ta người có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch của người nhưng đừng có xem ta giống như quân cờ hôm nay ta không phải là đối thủ của người nhưng làm quân cờ thời gian lâu như vậy sẽ có ngày ta vượt qua người người là người và ta sẽ là ta người có kế hoạch của người và ta cũng sẽ có bước chân của ta Tô Minh vùng tay áo Quay đầu Hắn nhấc chân đi Hiếm khi Hạc Trọc Lông không ở trong lúc này ồn ào làm phiền hắn Hạc Trọc Lông phát hiện ra không khí chỗ này quái dị Thì ngoan ngoãn toát ra lực lượng của mình Khiến cho hai chân của Tô Minh xuất hiện sóng gợn Tô Minh dùng lực lượng của Hạc Trọc Lông Cường ép rời khỏi đây Cái nơi khiến cho lòng của hắn buồn phiền và tức giận Tô Minh sợ rằng nếu như mình còn ở lại Thì sẽ không thể nào kiềm chế được tức giận Sẽ phát ra tính khách khác của mình Người họ Tô tên của ngươi là ông nội ngươi đặt cho trong cơ thể của ngươi chảy huyết mạch của tố minh tộc đó là sự thật không thể nào thay đổi được cha hiểu ngươi ai oán ta có thể dùng tương lai để bù đắp quá khứ ta bóng sáng này cay đáng nói y chưa nói xong thì tô minh khựng bước đánh tan sóng gợn dưới chân tóc biến thành màu đỏ đôi mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng đó chính là tính cách hủy diệt của tô minh chẳng qua lần này tô minh tóc đỏ muốn chút ra không phải là giết chóc và diệt vong mà là oán khí vô tận trôn dưới đáy lòng khi hóa thành tóc đỏ tô minh lại cười lớn tô minh xoay người nhìn chằm chằm vào bóng dáng tiếng cười vang vọng mắt đầy tơ máu và điên cuồng bù đắp hay cho bù đắp khi ta còn nhỏ ta đã hỏi a công cha mẹ ở đâu a công cũng đã trầm mặc ta đã bàng hoàng và cùng lo sợ từ đó về sau là không còn hỏi vấn đề này nữa Vậy khi đó người ở đâu người định bù đắp cho ta như thế nào khi mà ta nhìn các bạn có cha mẹ mỗi khi chiều về ta lại tự trở về lều nhà mình chỉ có một mình ta ở trong gian phòng đó và im lặng nhìn ánh trăng khi đó thì người ở đâu người muốn bù đắp như thế nào khi ta thiếu niên lần lượt ở trên ô sơn nhìn bầu trời và ta ước ao có một ngày cha mẹ sẽ đón ta đi khi đó người ở đâu người bù đắp như thế nào khi ta bị người khác khỉ dễ khi mà ta bị cười nhạo không có cha mẹ mỗi lần lôi thần giúp ta đánh bọn họ Vậy khi đó người ở đâu? Người muốn bù đắp cho ta như thế nào? Bù đắp? Hay cho bù đắp? Hai cái chữ đơn giản như vậy, người nghĩ người có thể đánh toàn oán khí của ta. <laughs> Buồn cười thật đó. Toàn là những lời vớ vẩn. Ta lại muốn hỏi lại người tu Huyền y. Khi ta phát hiện ra tất cả của ta đều là giả dối, bị người ta bị người ta tạo ra. Khi đó, tâm của ta khổ sở, lòng của ta mê man. Về người bù đắp ta như thế nào? Khi ta phát hiện ra thì ô sơn đã trải qua quân Qua hơn 30 lần luân hồi Cái cảm giác đó Rõ ràng là bị người ta lừa gạt Người bù đắp cho ta ra sao Khi đế thì lần lượt bài bố ta Khống chế vận mệnh của ta Vậy thì ngươi ở đâu Ngươi xứng đáng nói ra hai chữ bù đắp vào lúc này khi mà ta bị buộc không thể nào không rời khỏi ô sơn Và phải đi thần nguyên phế địa Nằm ở trên xích hỏa tinh Giống như là một cái xác đó Vậy ngươi ở đâu? càng buồn cười là khi ta nói cho mình cha mẹ ta đã mất trong lòng đau đớn phát hiện ra thì ra mẹ ta nằm ở trên đệ ngũ hỏa lô ta thông cảm với bà ta lại không trách bà bởi vì cho dù có chết thì bà vẫn đã ôm lấy ta khiến cho ta cảm thấy ấm áp của mẹ nhưng ngươi thì sao ngươi đã ở đâu khiến cho một người cho rằng mình không có cha mẹ rồi biết bản thân là không hề mồ côi đó không phải là hưng phấn và vui sướng không hề ngươi không cảm giác được vậy cho nên ngươi không biết nhưng ta biết rõ đó là sự đau đớn đến tột đỉnh và mơ mịt tôi mình tóc đỏ người mặt lên trời cười to tiếng cười kia mang theo vẻ điên cuồng mang theo một luồng oán khí từ vô số năm trước luồng oán khí đó bắt đầu tích lũy từ ô sơn cho đến giờ phút này lần đầu tiên được bộc phát lời nói ẩn chứa oán khí vang vọng trong mật thất khiến cho thân ảnh của người đưa lưng về phía tôi mình lại khẽ run rẩy nhưng hắn vẫn trầm mặc đền bù sao vậy lê nguyễn người, người lấy cái gì để đền bù vậy làm sao ngươi có thể đến bù nổi? tommy vùng tay lên trong mắt tràn ngập tơ máu lúc xoay người lập tức dưới chân xuất hiện gợn sóng bước về hư vô một bước mẹ của ta đã ngũ hỏa lò giờ nó thuộc về ta từ đó về sau ta bảo vệ người còn người thì không xứng tommy nói ầm một tiếng liền biến mất ở bên trong mật thất ba chữ cuối cùng kia giống như là một thanh kiếm vô hình Hùng hăng đâm vào trong cơ thể của thân ảnh đó khiến cho thân ảnh run rẩy lại cúi đầu khóe miệng lại tràn ra một ngụm máu máu tươi rơi lá trá xuống mặt đất nhuộm ở bên trên trống lắc cũng nhuộm một thanh kiếm gỗ màu tím chỉ dài bằng bàn tay bên cạnh thanh kiếm gỗ này được hắn tẩm bổ vô số năm qua chuẩn bị đưa cho con trai hắn là một đại biểu cho sự ái náy lễ vật đại biểu cho việc mà hắn muốn đền bù nếu như tổ mình có thể nhìn thấy hắn sẽ nhận ra ngay thanh kiếm gỗ đó đó là thanh kiếm mà hắn tự mình điêu khắc khi còn nhỏ trong lúc thưởng thức hắn là đã từng nói chuyện với một đứa bé tên lôi thần Hắn nói rằng hắn sẽ tu man, hắn sẽ phi thiên đụn địa, hắn sẽ cầm lấy thanh kiếm gỗ này đi xông vào trong man tộc. Máu từ nhỏ xuống kiếm gỗ, dùng nhập vào trong vân gỗ bên trong. Thân ảnh đó kinh ngạc nhìn kiếm gỗ, lại khổ sở nhắm nghiền hai mắt. Mặc dù là mật thất này là chỗ đạo thần bế quan, mặc dù nơi này là phòng hộ cực kỳ khủng bố, có thể nói rằng một trong mấy chỗ mạnh nhẹ mẽ nhất của đạo thần chân dối. Dù ngốc mau hạc là không coi trọng, lực lượng trận pháp cấm chế vào đâu và có thể làm cho lực phòng vệ ở nơi này suy yếu nhưng mà cũng không đến mức giống như hiện tại để cho tô minh rời đi không dừng lại chút nào có thể thấy rời đi như vậy chính là do tô hiền y không để cho trận pháp nơi này cắn trả tô minh dường như tô minh vừa rời đi trong nháy mắt hắn liền triệt tiêu toàn bộ trận pháp cấm chế nơi này trong vô số năm qua đây là lần đầu tiên trận pháp cấm chế tiêu tán nhưng tô minh không biết điều này tô minh rời khỏi mật thất bế quan hắn không biết sau khi hắn rời đi thân ảnh đôi lưng về phía sau run rẩy vuốt về chống lắc trong lúc nhắm mắt có những nước mắt rơi từ trên mặt nhỏ xuống cũng chẳng biết rằng bên trong thân thể run rẩy này lóe lên một trận trận lực phong ấn kế hoạch khôi phục tộc của tố minh huy hoàng quan trọng hơn hay là người nhà quan trọng hơn có một tiếng lầm bầm truyền ra từ trong miệng của thân ảnh này mang theo mọi mệt và vô tận tôi mình rời đi không cần tu vi cũng chẳng cần thần thông càng không khỏi càng không hỏi chuyện bởi vì giờ phút này hắn là tóc đỏ điên cuồng mang theo oán khí mang theo một nguồn lửa giận không cách nào đẻ nén tụi mình đi ra khỏi chỗ bế quan xuất hiện đứng ở trên tế đàn tăng đứng bên cạnh hắn nơi xa là đạo lâm cùng đạo hóa cũng là chẳng biết trở về từ khi nào giờ phút này nhắm hai mắt nhìn giống như là đang ngồi nhưng trên thực tế thân thể cùng với linh hồn đều bất động hai mắt của hắn mang theo từ máu tụi mình lại nhìn tăng chẳng nói gì cất bước đi xuống dưới tế đàn một luồng bạo ngược tràn vắng trong cơ thể của hắn Hắn muốn phát tiết nhưng mà lại không tìm được đối tượng để phát tiết. Giờ khắc này, tôi Minh điên cuồng, chẳng có một chút lý trí. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể làm cho hắn bộc phát ra biển lượng ngập trời mà không suy nghĩ tới bất cứ hậu quả. Tăng nhìn Tô mình rồi nhẹ nhàng than một tiếng. Hắn đã sớm dự liệu được kết quả như vậy bởi vì hắn hiểu rõ tôi mình. Hắn thở dài vùng tay áo, lập tức hư vô vận vẹo. Một lượng gió vô hình cuốn Tô mình cùng với đạo lâm và đạo hóa biến mất ở trong mảnh đất sắc phòng. Tiểu lập tô quả nhân đã trưởng thành Tăng lắc đầu Mắt lỗi ra vẻ cảm khái Đã không nhìn thấy vẻ hiền lành của Tô Minh nữa Hắn nhìn thân ảnh Tô Minh đi xa Hồi lâu mới rơi chân lên Đạp ở trên mặt trận của tế đàn Biến mất không thấy gì nữa Hắn xuất hiện tại chỗ bế quan của Tô Hiền Y Sư phụ, hắn đã đi rồi Tăng nhìn về thân ảnh phía trước giờ phút này Vẫn còn đang khẽ run rẩy Lại thầm than thở một tiếng, cúi đầu Tăng Khôi phục Tô Minh tộc tố mình huy hoàng là sẽ quan trọng hơn hay là người nhà quan trọng hơn nếu là người người sẽ lựa chọn như thế nào Thân ảnh kia chậm mặc trong chốc lát mang theo vẻ mòi mệt lại chậm rãi nói tàng cũng chậm mặc một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn thân ảnh đó nhẹ giọng đáp ân của sư phụ cả đời tàng không quên mặc dù ta không phải là người của tộc tố mình nhưng vì sư phụ ta có thể phá vỡ đạo thần có thể đi hoàn thành tất cả những yêu cầu của sư phụ bởi vì người là sư phụ của ta cũng giống như vì tô minh Ta có thể giao ra tất cả Bởi vì hắn là tiểu lập tô mà ta đã nhìn lớn lên Cả đời này của ta Cũng thực sự là vì hai cha con các người Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Hiền Y Nhưng mà lại cũng gián tiếp trả lời Tô Hiền Y nhắm hai mắt trầm mặc Rất sau, lâu sau đó Thanh kiếm gỗ màu tím trước mặt của hắn bỗng nhìn trượt lóe Bay thẳng về phía tàng Người hãy mang thanh kiếm này cho hắn Nhưng Sư phụ Hắn có thể khống chế được kiếm này sao? Tăng trần chờ một lúc lại nhìn cạnh thanh kiếm gỗ có vẻ tầm thường trước mắt. Hắn đã vốn có thể có một cuộc sống vui vẻ, không biết được tất cả và không hiểu rõ tất cả. Vui vẻ cả quãng đời. Mặc dù tất cả đều là giả dối nhưng mà hắn sẽ vẫn vui vẻ. Nhưng hắn lại lựa chọn một con đường khác, một con đường gian khổ và khúc chết. Ngày hôm nay ta có thể trợ giúp hắn nhưng mà cũng lại có cực hạn mà thôi. Nếu như hắn có thể khống chế được thanh kiếm này Vậy thì có thể làm cho tương lai của hắn đi nhanh hơn Thậm chí là ra khỏi tam hoàng đại giới Nếu như hắn không thể nào khống chế được Như vậy Đối với hắn mà nói Quả thực cũng là một chuyện tốt Tô Hiện Y trầm mặt chốc lát rồi mở miệng nói khẽ Tăng trầm mặt Nhẹ nhàng gật đầu Đạo thần tông ở giữa hư vô chín nơi đại lục thượng giới ở phía trên hư vô này bốn đạo thần thú thanh long bạch hồ chu thước và huyền vũ nâng lên đại lục thanh long nằm trung tâm của bốn khối đại lục trên bốn khối đại lục nơi này toàn bộ đều là đại lượng tu sĩ một hồi sắc phong thánh điện đã sẵn sàng trong ngàn vạn tu sĩ của đạo thần tông người có từ chất ngồi ở trên đại lục thanh long này chưa tới trăm vạn ngày hôm nay trăm vạn người này đứng ở đại lục thanh long mấy toàn bộ tu sĩ còn lại đều ở bên trong hư vô mạnh đất sắc phong bọn họ chưa có tư cách bước lên trên đại lục thanh long mà ở ba phía đại lục thanh long là ba đại lục chu tước bạch hổ huyền vũ hôm nay ba thú ở đây gào thét từ trời cao khổng lồ phía trên mỗi thú đều xuất hiện cái khe tia chớp không ngừng khuất trương từ trong đó ở mỗi một cái khe đều có 24 vị trưởng thượng cầm giữ ở chỗ này nhất là nhật nguyệt tinh tam láo đứng riêng một chỗ đầu tiên là cái khe phía trên đại lục huyền vũ từng thân ảnh gào thét mạnh mẽ đi ra từ trong khe người đi đầu kia là đến từ đệ tử trần đệ tứ trần giới cũng chính là linh Ngục trần giới lão giả lão giả này mặc áo màu lam trong mắt nháy mắt cất bước đi ra tử long chân nhân bên cạnh chăm chú đi theo hoan nghênh đệ tứ trần giới tiếng nói này đến từ khe khẽ phía trước của đại lục huyền vũ con người ở trong hai mươi bốn vị trường thượng lập tức mở miệng nhất thời trăm vạn tu sĩ của đạo thần tông người trên đại lục thanh long đồng loạt hướng về phía đại lục huyền vũ ôm quyền vái một cái đệ tứ trần giới tiếng nói của trăm vạn người giống như lôi đình nổ vàng trong lúc vang vọng lão già áo lam đến từ đệ tứ chân giới kia khẽ mỉm cười cùng hướng hai mươi bốn vị trưởng thượng ở cái khe bên cạnh ôm quyền vái một cái từ long chân nhân phía sau cùng, cùng với hơn ngàn tu sĩ đệ tứ chân giới cũng ôm quyền vái một cái rất sâu trừ vị đào hiếu không cần phải khách sáo để chúc mừng đạo thần tông sắc phong điện hạ lão phu đã chuẩn bị hạ lễ muốn tặng cho mấy vị điện hạ của đạo thần tông lão giả áo la mỉm cười ánh mắt quen, quét qua hai mươi bốn vị trưởng thượng đó cuối cùng là nhìn về phía nhật tông lão giả ở trong nhật nguyệt tinh đạo thần tông đó là không đã là lâu không gặp đạo hữu rồi Phong thái của đàm huynh quả nhiên vẫn như xưa Xin mời Nhật tông lão cười cười tay phải là dẫn đến đại lục huyền vũ Lão già áo lam khẽ mỉm cười gật đầu Mang theo tử long cùng với hơn ngàn tu sĩ phía sau Phủ xuống đại lục huyền vũ Hai mắt của tử long chân nhân chợt lóe, Cẩn thận nhìn mắt của mọi người ở trên đại lục thanh long Dù rằng tu vi có thể thấy được tất cả Giống như đang tìm kiếm điều gì Cuối cùng hai mắt ngưng tụ Lại nhìn về hư vô phía trên Đúng lúc này, trong cái khe ở phía trên đại lục bạch hổ âm âm bộc phát ra một luồng hơi thở âm lãnh lúc đó từng chiếc từng chiếc kiếm cổ bụng đồng xanh bỗng nhìn mang theo một khối lực lượng lớn hùng bá gào thét đi ra từ trong khe hở ước chừng tầm mấy vạn thanh kiếm ở trong khoảng thời gian ngắn đã tràn ngập tứ phía cuối cùng có một lão giả già nua dường như ngay cả ánh mắt là cũng không mở ra nổi bước ra từ trong cái khe đó thần sắc của nhị lão âm trầm lúc đi ra cười lạnh quay đầu lại nhìn thoáng qua 24 vị trưởng thượng ở cái khe bên cạnh, lại nhìn Nguyệt Lão bên trong nhật Nguyệt Tinh. Nguyệt Lão mỉm cười, ôm quyền ra mắt. Ủa mình nhị Lão hừ lại một tiếng, lại chẳng nói lời gì, mang thêm mấy vạn thanh cổ kiếm bằng đồng xanh đi thẳng tới chỗ đại lục Bạch Hổ. Sau khi phủ xuống trong nháy mắt, không người nào ở trong mấy vạn tu sĩ bên trên cổ kiếm kia bước xuống, toàn bộ đều là ở trên cổ kiếm. Thần sắc lộ ra ý tiêu sái bất thiện, duy chỉ có một U mình nhị lão cùng với sinh cảnh lão già lúc trước trấn thủ tại thần nguyên, yên lặng đi theo phía sau, bước vào trong đại lục Bạch Hổ. Hoàn ngành âm thánh trần giới. Từ trong 24 vị trưởng thượng, có một người truyền gia ủy áp. Sau khi lời này truyền ra, thần sắc của trăm vạn tu sĩ đại lục Thanh Long lập tức lộ ra vẻ cổ quái, nhưng mà giống như trước, cũng hướng đại lục Bạch Hổ ôm quyền một xá. lão phu là không chịu nổi nữa. Đạo không ở đâu. Trong ôm mình nhị lão mình lão kia lãnh đạo mở miệng tiếng nói vang theo hơi thở nhưng mà hắn vẫn chưa nói dứt đột nhiên từ bên trong cái khe chuyển ra đại lục chủ tước chuyển ra một tiếng trống vang rộng vang vọng trời đất ngay lập tức một minh long xông ra khỏi cái khe sau đó là hàng ngàn con minh long đồng loạt bay ra ngồi trên người của con minh long lớn nhất chính là tam hoàng tử minh hoàng trần giới bên cạnh hắn chính là vũ huyền hoàn ngay minh hoàng trần giới giờ phút này toàn bộ tam đại chân đã đã tới chỉ chờ điện hạ đạo thần tông phủ xuống Hết trường Chúc mừng đạo thần tông sắc phong điện hạ Bồn hoàng tử rất là mong chờ điện hạ đạo thần tông Là phong thái cỡ nào Lần này tiến tới đại biểu cho phụ hoàng chúc mừng Cũng là vì muốn kết giao cùng với mấy vị điện hạ đạo thần tông một phen Tam hoàng tử anh Tuấn đứng ở trên người của Minh Long khổng lồ Hắn không cần tàn ra tu vi Chỉ với khí thế như vậy cũng đã quá tuyệt luân đó chính là minh hoàng trần giới trần giới có được minh lòng trong lúc 24 vị tông lão đạo thần tông mỉm cười thì ngàn đầu của Minh Long này bay lượn ở trên địa lục của chủ tước. Vũ Huyền bị Tam hoàng tử kéo tới bên cạnh, cùng với tu sĩ Minh Hoàng chân giới phủ xuống đại lục chủ tước. Khi bọn hắn đi ra, lập tức ngàn đầu Minh Long kia ngửa mặt lên trời gào rú, truyền ra những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Từng cặp mắt hung hãn lập lòe, nhìn chằm chằm vào bốn đại lục của đạo thần tông. Câm miệng tam hoàng tử nhạt, nhạt mở miệng lời vừa nói ra dường như đã có một ngàn bàn tay vô tình túm vào cổ họng của ngàn con minh lòng không cho chúng nó gào rú nữa cảnh này lập tức khiến cho tu sĩ đạo thần tông phải ghé mắt nhìn nhưng mà dĩ nhiên là cũng có không ít người nhận ra đây là tam hoàng tử của minh hoàng chân giới đang ra vẻ những con minh lòng này không phải là hung thú bình thường chúng có linh trí giống như con người dĩ nhiên là chúng sẽ không giống như những hung thú không có linh trí mà gào rú lung tung như vừa rồi điều này hiển nhiên là bị tam hoàng tử kia yêu cầu từ lúc trước tới để biểu hiện khí thế của bản thân Hoan nghênh chư vị đạo hữu tam giới đã đến để xem lễ của đạo thần tông ta hôm nay sắc phong đại điển. Chư vị... Vì... Giờ phút này, 72 vị tông lão trên bầu trời tản ra, vườn quanh bốn phía, duy chỉ có nhật nguyệt tinh tam lão ở phía xa mỉm cười. Người nói, đó chính là nguyệt lão. Hắn vẫn còn chưa nói hết câu, đã bị một tiếng hừ lạnh khàn khàn chặn lại. Lão phù hỏi lần thứ hai, đạo không ở đâu? Ở bên trên đại lục Bạch Hổ, mấy vạn cổ kiếm đồng xanh tràn ra ánh sáng sắc bén. Ở đại lục đằng kia chỉ có u minh nhị lão cùng với lão già sinh cảnh. Mình lão hử lạnh, ngôn từ là không một chút nào khách khí. Lời nói của hắn giống như là những tiếng nổ, oanh vọng tám hướng. Lập tức khiến cho tất cả mọi người đến từ đệ tứ chân giới truyền đến đại lục huyền vũ Cùng với những người đến từ minh hoàng chân giới trên đại lục chủ tước kia đều nhau nhau nhìn lại Toàn bộ bọn họ đều nghe được hai từ đạo không Nguyên một đám thần sắc vẫn như bình thường cũng có vẻ cổ quái và còn có một số người lại mỉm cười thần sắc là muốn xem náo nhiệt đạo không chính là cái đã hủy diệt phế tích thần nguyên một lần hành động đã hủy diệt thế lực chấn thủ của âm thánh trần giới sao bổn hoàng tử ở đây đã có nghe nói hắn là một trong mười điện hạ của đạo thần tông tam hoàng tử minh hoàng trần giới mỉm cười hắn lại mở miệng ngôn từ nhìn như là bình thường nhưng trên thực tế lời nói này chính là đổ thêm dầu vào lửa dù sao tam hoàng tử cũng là một kẻ vô cùng kiêu ngạo sau khi biết được chuyện của tô minh liền vô cùng rung động cảm thấy không thể nào tin được đồng thời cũng là có cảm giác ghen ghét trong lòng vũ huyền ở bên cạnh vẫn chết lặng thần sắc không biến hóa một chút nào đạo không cũng tốt kẻ nào cũng được đều không thể nào nhấc lên một chút gợn sóng trong lòng chỗ đệ tử chân giới lão giả áo lam vẫn mỉm cười nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của hắn thần sắc của tử long chân nhân ở bên cạnh lại hơi phức tạp than nhẹ một tiếng Thế lực chấn thủ của âm thánh chân giới tại thần nguyên đã bị hủy diệt. Đệ ngũ hỏa lò xuất hiện, nếu như hắn vẫn không rõ căn nguyên những manh mối này, thì còn không biết hiện điện hạ đạo thần tông chính là người năm xưa. Giống như vậy, hắn nên không xứng với tu vi như thế, không xứng được người gọi là tử long chân nhân nữa. Từng cảnh tại đệ ngũ hỏa lò, từng cảnh ở đệ ngũ hải, những chuyện này khiến cho hắn cả đời không thể quên được, nhất là đạo không. Hắn đã làm cho sâu ở trong lòng của tử long chân nhân có một tia tỉnh táo. Ngày hôm nay là ngày đạo thần tông ta sắc phong đại điển. Mình láo, kính xin người hãy khắc chế một chút. Đạo không người muốn gặp, chắc chắn là sẽ phủ số mà thôi. Nguyệt láo lạnh lùng nhìn qua, ô mình nhị láo của âm thánh chân giới lại nhàn nhạt, nhạt, mở miệng. Mình láo của âm thánh chân giới cười lạnh, vậy nhưng mà không mở miệng. Lời của Lão nói rồi thì cũng chỉ là muốn ở trước mặt của các chân giới khác, hiển lộ ra sự bá đạo của âm thánh chân giới, hiển lộ ra ý chí quyết không bỏ qua việc này. Hắn cũng muốn làm cho những chân giới khác có lẽ muốn can thiệp, nghĩ cho cẩn thận. Sắc phong đại điển sẽ mở ra, cùng ngưng ba đại điện hạ của đạo thần tông hàng lâm đại điển. Tinh nói của Nguyệt Đáo bình tĩnh, trong lúc vang vọng, liền hất hai tay ra. Lập tức đất trời rầm rầm, phát ra những tiếng nổ mạnh mẽ rung trời chuyển đất. Cùng lúc đó, có ba đạo cầu vồng từ trên trời xanh phủ xuống. Ba đạo cầu vồng này lập tức thu hút ánh mắt của nhất tất cả những tù sĩ, nhất là người của âm thánh chân giới lại càng mang theo sát cầu nhìn lại lão giả áo lam bình tĩnh hai mắt của tử long chân nhân chăm chú nhìn ba đạo cầu vồng lập tức tập trung vào cầu vồng màu tím ở giữa tam hoàng tử minh châu chân giới lại nhìn lại ánh mắt của vũ huyền ở bên cạnh lại nhìn về phía trước trong mắt trống trơn như là không có hồn một tiếng nổ lớn sau khi ba đạo cầu vồng phụ xuống mang theo tia sáng chói mắt lập tức bên trên đại lục thanh long ở bên trong hư vô phía dưới đồng thời truyền ra âm sóng cuộn cuộn bái kiến điện hạ tiếng nổ này là cuồn cuộn vượt qua sấm sét vang vọng khắp nơi sau khi khuếch tán 69 vị tông láo cùng nhau ôm quyền hướng về phía ba đạo cầu vồng phụ xuống đồng thời cúi đầu ba ánh sáng tím đỏ cam lập tức phát ra chói mắt sau đó đột nhiên biến mất lộ ra thân ảnh rõ ràng của ba người bên ngoài thân thể của đạo hóa là chín đó hoa sen vượn quanh hắn hiện lộ ra tu vi kiếp giường thần sắc vô cùng ngạo nghễ và kích động 12 hai đó hoa sen vòng quanh vòng lại ở trên người của đạo lâm khuếch tán ra tu vi trưởng cảnh lập tức đã thu hút được vô số ánh mắt của mọi người. Nhưng mà sự chăm chú như vậy cũng đã duy trì được lâu, lập tức đã bị Tô Minh hoàn toàn cướp đi. Tóc dài màu đỏ, hai mắt mang theo tư máu, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ điên cuồng, muốn hủy diệt chúng sinh. 18 đó vốn là màu trắng, nhưng ngày hôm nay đã bị nhuộm, trở thành hoa sen máu màu đỏ. Hoa sen màu đỏ này không ngừng vườn quanh ngoài thân thể, từng vòng chấp động làm cho người ta vô cùng kinh hái. Đó chính là áp lực tâm tình của Tô Minh đã ẩn tàng nay bộc phát, tràn đầy cảm giác hủy diệt thậm chí đã còn mang theo tà ác mãnh liệt tô minh tóc đỏ sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người từ người của tô minh ầm ầm khoách tán ra một luồng kiêu ngạo bá đạo và khí thế coi trời bằng vùng ý chí bá đạo này chính là một lời không thể nào hợp để điên cuồng giết người cảm giác kiêu ngạo này chính là có thể điên cuồng mà hủy diệt cả một giới khí thế coi trời bằng vùng này thể hiện rằng hắn không cần cân nhắc tới bất cứ hậu quả khủng khiếp nào phàm là người nào đối mặt cùng với tô minh trong nháy mắt toàn bộ tâm thần của hắn đều sẽ chấn động Ái mắt Tô Minh giống như là một mũi tên nhọn tràn đầy sự hủy diệt, xuyên thấu vào trong tâm thần. Nhất là tu sĩ đạo thần tông, mặc dù là lúc trước đã thấy được từng màn của Tô Minh, nhưng mà chưa từng thấy qua một bộ dạng tóc đỏ như thế. Ngày hôm nay sau khi nhìn thấy rồi, tâm thần của bọn họ là không khỏi rung chuyển. Vũ Huyền vẫn chết lặng nhìn về phía trước. Lúc Tô Minh xuất hiện, cô cũng không ngừng đầu. Tất cả mọi thứ ở đây đều không thể nào khiến cho cô có nửa điểm gợn sóng. Bước chân vào trong đạo thần tông, mặc dù nơi này là đạo thần chân giới nhưng nơi này không phải là âm tụ địa không phải là man tộc không có đệ cửu phong cô quen thuộc cũng chẳng có hắn vậy cho nên chẳng việc gì phải ngẩng đầu cho tới tận khi cô nhận ra tam hoàng tử minh hoàng chân giới ở phía trước đột nhiên im bặt cô mới ngẩng đầu lên cô thấy trước người kia giống như là mặt, mặt trời ban trưa hai người bên người của hắn trong hư vô dường như đã trở thành lá xanh tươi đẹp khiến cho kẻ này hoàn toàn nổi bật vũ huyền đã nhìn thấy tô mình cái nhìn này khiến cho thân hình của vũ Huyền run lên mãnh liệt hai mắt của cô nhìn chằm chằm vào tô mình lập tức vẻ chết lặng trong mắt biến mất dường như trong linh hồn của cô tích tắc đã quay trở lại thân thể sự ảm đạm ở trong mắt liền biến mất thay vào đó là một vẻ linh động cùng với những tiếng thở hồn hển cô không dám tin vào ánh mắt của mình thân thể của cô run rẩy hai tay của cô nắm chặt góc áo giờ khắc này cô đã quên đi tất cả mọi thứ trong mắt của cô chỉ còn một bóng người chỉ có tô mình Thoạt nhìn cô thấy người này rất lạ lẫm nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Vẻ quen thuộc này đã chôn sâu bên trong tâm hồn, là hình ảnh đẹp nhất mà cả đời không thể nào quên. Cho dù bộ dạng của Tô Minh thay đổi, nhưng hồn của hắn thì không thay đổi. Cho dù dạng khí tức của hắn đã khác với năm đó, nhưng... Ở trong lòng của hắn, bởi vì đã đưa ra một nụ hồn của Vũ Huyền năm đó vào, vậy cho nên ở bên trong hồn viên mãn đó đã ẩn chứa ý của Vũ Huyền. bọn họ đã sớm dung hợp cùng với nhau hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người nhưng chẳng thể nào giấu giếm được vũ huyền vũ huyền cắn môi dưới trên mặt của cô dần dần lộ ra nét tươi cười hơn ngàn năm bất kể là ngủ say hay thức tỉnh nét cười kia đều là chưa từng xuất hiện nụ cười này mang theo vẻ linh động mang theo sự tỉnh quái mang theo nỗi nhớ thật sâu sắc còn cả vẻ dịu dàng không cách nào hòa tan dường như giờ khác đó cô đã trở về từ cõi chết cô nở nụ cười một nụ cười xinh đẹp khiến cho người ta liếc mắt liền nhìn không thể nào cách nào quên được Nụ cười của Vũ Huyền kia mang theo vẻ dí dỏm và đáng yêu, ánh sáng phát ra từ đôi mắt giống như pháo hoa sáng rực trong đêm trăng mờ. Cô lại nhìn Tô Minh, cái nhìn đó cố chấp trong cả đám người, cũng là bởi vì cói U Minh dẫn dắt Tô Minh, giờ phút này tâm điên cuồng lại khiến cho hắn cúi đầu xuống. Ánh mắt của hắn xuyên thấu ngàn con minh lòng, nhìn về phía đại lục chủ tước, nhìn về phía minh hoàng chân giới, lại nhìn về phía sau lưng của tam hoàng tử, lại nhìn thấy Vũ Huyền đang nhìn mình. Cái nhìn đó, thân thể của tô minh chấn động mạnh cho dù giờ phút này hắn lâm vào trong điên cuồng dù là lòng của hắn tràn đầy hủy diệt nhưng thần ảnh này không thể phai mờ sự điên cuồng của hắn là khát máu hủy diệt chúng sinh nhưng mà thân ảnh đó cho dù là trời xanh tàn vỡ thì cũng không thể nào bị xóa nhòa người có biết vì sao ta được gọi là vũ huyên không huyên là một loại cây cỏ quên lo ta là nước mưa trong cây cỏ quên lo đó là tên của mẹ ta đặt cho ta đó mẹ muốn ta cả đời này quên mất yêu thương cả đời đều được vui vẻ Mẹ ta gọi ta rồi, ta là phải đi đoàn tụ cùng với mẹ. Trước khi đi, ta muốn đưa cho ngươi một lễ vật. Một nụ hôn năm đó hóa thành cái nhìn ngày hôm nay. Cái nhìn đó có thể phá vỡ tinh không, đem những mảnh vỡ tinh không này xếp thành một gương mặt đó. Hết chương, Hết tập 190. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tôi mình.